Xin chào quý bạn, hôm nay David sẽ giới thiệu cho quý bạn một căn nhà sắp lên thị trường ở thuộc một thành phố mới hơn. Thành phố này là thuộc thành phố là Victorville. Victorville là nằm trong cái High Desert ở trên cái khu nó tương đối là núi cao, nhưng mà cũng là đất đai cũng hơi khô cằn chút xíu. Nhưng mà khu vực Victorville, thành phố Victorville thì tương đối nó cũng rất là đông người rồi. Cũng gần khoảng chừng 200.000 người ở trên này chứ không có vắng vẻ gì đâu. Thành phố Victorville trong những năm gần đây thì được phát triển nhiều hơn, bởi vì có họ dự tính là phát triển thêm cái sân bay nằm lớn hơn và làm cái hệ thống đường dày cho nó lớn hơn để cho nhiều công ty về đây hơn. Cho nên chính vì vậy thành phố này đã thu hút được khá nhiều nhân lực và người sân gần dân đến sinh sống. David sẽ giới thiệu căn nhà của các bạn nha, cho quý bạn coi. Từ đây thì David sẽ đi bước tiêu từ phía ngoài và vô trong căn nhà để quý bạn tham quan, quý bạn theo dõi. Quý bạn nào thích hoặc có chi tiết nào mà muốn biết thêm nhiều thì cứ việc liên lạc với David nhé. David sẽ giải thích cho quý bạn tường tận. Căn nhà này gồm 4 phòng ngủ và 2 phòng tắm, nhà 1 tầng. Nhà này được xây khoảng chừng 1995 gì đó, David chưa quên rồi. Đây là trong bắt đầu bước vô trong căn nhà. Quý bạn coi. Đây là phòng khách. Ở bên đó thì là cái phòng phòng ăn, formal dining room. Căn nhà này họ đã mới sơn lại rồi nhé. Cái sàn cũng là mới xong được vài ngày nay. Tiếp tục coi. Đó. Từ phòng khách thì cái cửa đó được nối liền qua bên một cái bếp. David sẽ không đi qua lối hướng đó mà David sẽ đi qua một hướng khác. Bên này nó có thêm một cái phòng nữa, mình có thể sinh hoạt riêng của gia đình trong khu này, có thể dùng làm cái family room ở trong này. Đó là cái bếp tương đối thì cũng là nhỏ nhắn xinh xinh thôi, không có lớn lắm. Đây, mình coi cái bếp. Không phải chỗ này là để họ để tủ lạnh. Quay ngược lại bên đây. Đây là nếu mà đi ngó từ cái bếp, ngó ngược lại phía ngoài, nó nhìn như vậy. Còn nếu mà nhìn ngược lại ra phía ngoài cửa. Đó, thì mình lúc nãy mình David nói về cái phòng dining room, phòng ăn. Đó, đây đi ngược lại cái phòng khách. Phòng khách này cũng có lò sưởi dùng ga. Cái trần nhà này thì cũng tương đối nhà một tầng, nhưng mà họ trần nhà họ để cũng cao nên trong nhà rất là thoáng. Mặc dù là ở ngoài trời nóng, ở trong căn nhà này thì hiện tại bây giờ không cần mở AC, tương đối nhiệt độ trong này cũng tương đối rất là dễ chịu, không có gì phải nóng lắm. Rồi đây David sẽ bắt đầu đi vô trong để coi những cái phòng ngủ. Ở trong này thì có 4 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Rồi đi qua, rồi mình đi coi bên này trước đi. Ở bên này cái phòng master, cái phòng phòng chính, phòng ngủ chính. Okay. Đó. Trần sàn sơn mới hết. Trần cũ cao. Bên đây, qua bên này thì các bạn thấy tủ quần áo cũng khá lớn.
Căn nhà này, căn phòng này, phòng master cũng có cái cửa đi ra phía sau, mình có thể sử dụng nếu cần nha. Hoặc là mình dùng từ động cái cửa phía bên phòng gần bếp cũng được, hai bên đều tiện. Rồi David đi ngược lại ra ngoài. Trong khi trước khi ra ngoài thì trong này nó có cái phòng master bathroom. Thì trong này thì cái sink cũng là double sink. Cái bồn rửa tay thì có hai bên nha. Được kiến. Rồi ở trong đó thì là cái phần bên cái bồn cầu vệ sinh và cái cái chỗ đứng tắm ở trong đó. Đó là cái master bathroom. Rồi qua bên phía bên này là cái hallway để đi qua ba cái phòng còn lại. Thì ở phía bên tay phải thì có thêm một cái phòng tắm thứ hai mà các bạn tham quan. Nhà cũng có bồn tắm. Nhà sàn cũng nguyên cả nhà, nguyên cả nhà là sàn mới hết. Họ dùng cái sàn này là họ dùng cái loại vinyl. Và những cái vinyl cho nên là nó bền hơn và nó chống được nước hơn. Rồi bây giờ đi qua bên phía bên phải thêm một cái phòng ngủ nữa. David bước cho trang này. Đây là cái phòng ngủ thứ hai, mình coi cái phòng ngủ của master rồi. Bây giờ mình coi phòng ngủ thứ hai. Lên trên. Ok. Đứng trong góc này ngó lại. Nha. Phòng ngủ. Rồi, mình đi qua coi thêm hai cái phòng ngủ nữa. Ở đây là cái phòng ngủ thứ ba. Cũng sàn mới, sơn mới. Tủ quần áo. Khá cao, cái trần cao cho nên cái nhà nó thoáng hơn. Rồi mình đi qua cái phòng ngủ thứ tư, phòng ngủ cuối cùng. Căn nhà này nói chung họ cũng sửa lại hoàn toàn rồi, chỉ có thể thêm một vài cái lập vặt. David có thấy một cái lập vặt nhà chính trong trường hợp này, cái lỗ hỏng trên cái tường này, có thể cái cửa này lúc mà họ mở ra họ không để ý, nó đập vô làm lủng cái tường. Đây là cái hướng đi xuống trong nhà đậu xe có hai xe. Đó. Rồi chỗ này là chỗ họ sẽ để cái máy giặt máy sấy ở đây. Thì mấy phòng ngủ tiện có quần áo các thứ gì đi thẳng cái cửa này xuống để mình giặt sấy luôn cho nó tiện, chứ không phải mang đi nhiều chỗ cho nó xa bất công. Rồi David sẽ vòng ngược lại trên nhà để mình bước ra ngoài, đi ra ngoài sân để mình coi cái ngoài sân sơ nha. Đây cái hallway. Mình cũng nói cho nhìn lên trần cho biết cái nhà này cái trần cũng cao nó thoáng làm sao. Giờ mình bước ra ngoài ngược lại. Và từ đây đi qua cái phòng này, phòng family. Rồi mình có thể bước cái sân sau. Sân sau họ ở dưới này họ cũng tráng xi măng hết rồi, cũng rất là gọn, sạch thôi. Nhà có hệ thống AC, có hệ thống máy lạnh điều hòa không khí. Bên hông này thì còn ít đất,
quay ngược lại đây mình coi. Rồi nhà này cũng có cái planter ở đây, họ để bên này lên trên này, nếu mà mình muốn thêm trồng trồng thêm cây cối nào đó để cho nó mát mẻ thì mình cũng có thể làm như vậy. À, có lẽ là hồi xưa là họ có cái miếng cái này, cái miếng này họ có thể làm thêm một cái patio ra ngoài, họ dựng lên để cho mát hơn, hoặc mình xin muốn sinh hoạt thêm ngoài trời thì mình dùng có thể sử dụng lại những cái này để mình dựng lên cái patio. Rồi đi qua bên này coi. Cái căn nhà này nằm ga góc đường cho nên có thể nếu mà đậu xe, hai xe trong xe, đậu xe trên driveway cũng được, hoặc là nếu mà muốn mình đậu hai bên đường thì cũng tha hồ mà đậu xe. Nếu mà muốn đậu xe có thể đậu đến khoảng chừng hai xe trong gara, hai xe ở trên driveway, và phía dưới đường mình có thể đậu thêm khoảng 4 hoặc 5 xe nữa, rồi tổng cộng cũng khoảng 9 xe đó. Nhà thao mà đậu xe. Rồi quên, cái nhà này thì ở trên này đa số họ dùng cái mái là mái ngói, loại mái ngói thì nó bền hơn và nó nhà nó có làm cái nhà nó mát hơn. Thì đó là cái trong nhà của căn nhà này mà David sắp đưa lên bán. Cái giá đưa lên bán có thể là khoảng chừng 330.000 gì đó, họ đang có năng quyết định, nhưng mà David sẽ để cái thông tin lên sớm thôi. Căn nhà này nếu mà đi nghĩ là trên, nếu mà mình mua, mình có thể mua lòng đầu tư cũng được nhé, đầu tư cũng được. 330.000 mình có thể đưa 4 phòng trên này, mình có thể cho lên mướn, có thể được mình được khoảng chừng 1.600-1.700. Thì quý bạn nào mới là đầu tư mua những căn nhà nhỏ nhỏ hơn, hoặc là giá nó tương đối nó mềm hơn ở khu vực xa hơn, thì có thể mình bắt đầu trong cái hành trình mình đầu tư về địa ốc. Thì đây cũng là một cái nhà có thể là lý tưởng nếu mà quý bạn muốn. Rồi hy vọng là quý bạn có thể biết thêm một số về chi tiết của thành phố Victorville, và để cái kiến thức của mình nó trau dồi thêm chút xíu, biết thêm nhiều chút xíu, để mình có thể có nhiều lựa chọn hơn khi mà mình muốn quyết định là mình sẽ đầu tư ở khu nào. Quý bạn nào nếu cần biết thêm chi tiết về căn nhà này thì có thể liên lạc thẳng với David nha. Còn quý bạn nào thấy thích cái video này hoặc cái channel của David thì nhớ subscribe to cái channel, để cho những cái tin tức mới hơn thì David sẽ thông báo cho quý bạn. Rồi chúc quý bạn một ngày là thiệt là vui vẻ, và mọi sự tính toán đầu tư sẽ được là những tính toán thành công và mang nhiều lợi nhuận cho quý bạn nha. Chào quý bạn, gặp quý bạn trong những video tới.